Hello mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Bi. Hôm nay thì nhân dịp Bi nhận thấy là ở trên Grab á đang có khuyến mãi của Phúc Long. Về riêng cái phần Phúc Long á đang có cái combo vừa có bánh mì vừa có trà sữa chỉ với giá là khoảng 69 đến 79 ngàn thôi. Cho nên là đây rất là thích hợp để cho mình lựa chọn vào cái danh sách ăn sáng của mình ha. Thì bữa sáng khi mà đi làm á, các bạn thường sẽ chọn cho mình một cái món ăn nhanh và hiệu quả. Thay vì các bạn đi ở trên đường mua bánh mì ở ngoài đường nó có bụi bặm này kia đó, thì các bạn có thể suy nghĩ đến chọn một cái quán đáng tin. Ở đây là Phúc Long ha. Thì cái quán Phúc Long này hiện tại nó đã trở thành Preferred Merchant ở trên dịch vụ GrabFood rồi, cho nên là các khuyến mãi của Grab sẽ được áp dụng ở địa điểm này. Ngoài ra thì các bạn vẫn có thể đổi điểm tích lũy Grab Reward để mà giảm giá cho cái phần ăn của mình. Thì ở đây Bi đặt một cái phần trà, sữa, coffee và kem tươi đây, và một phần bánh mì. Đó là một combo ăn sáng, breakfast combo của Phúc Long. Này các bạn nhìn thấy không? Cách trình bày cũng rất là sang trọng và lịch sự luôn. Cái combo này á, bình thường là 69 ngàn nếu các bạn chọn thức uống là cà phê sữa đá. Còn nếu mà các bạn muốn đổi thành những cái món khác, ví dụ ở đây là trà sữa, cà phê, có kem tươi ở trên, thì Bi sẽ cắt thêm 10 ngàn. Tổng giá trị của cái phần này là 79 ngàn và tiền ship là 15 ngàn. Đó, thì tổng cộng là 94 ngàn. Đó, nhưng mà Bi đã dùng 890 điểm của Grab để quy đổi thành 40 ngàn, thì cái phần này nó chỉ còn lại là 54 ngàn thôi. Đó, điều đặc biệt ở đây là các bạn nhìn thấy nè, cái ổ bánh mì của Phúc Long á, họ làm rất là sạch sẽ. Và wow, các bạn thấy không? Cái kích cỡ bánh mì phải nói là XL luôn, quá to luôn to lắm luôn á các bạn. Cái ổ này ăn vô mà chắc là bằng hai ổ bình thường á đó, cho nên là tiền nào của nấy, chất lượng ha, ghê chưa. Ở trong đây có dăm bông nè, thịt nguội nè, chả lụa nè, pate và rau củ đó, mà chất lượng bánh mì cũng rất là ok luôn, rất là giòn luôn, để ở trong cái túi này cũng đẹp nữa đó. Đây là lý do mà Bi làm cái video clip này cho các bạn xem đó. Ăn cái bánh mì này là no tới trưa tới chiều luôn, rồi xong đó thì có thêm một ly nước nữa. Thay vì các bạn mua một món ăn sáng xong rồi trong cái lúc làm việc á, thế nào cũng sẽ tới lúc các bạn thèm uống một cái thứ gì đó, thì Phúc Long đã mang đến giải pháp cho các bạn, gồm có cả bữa ăn sáng và một ly trà sữa luôn. Cái ly trà sữa bình thường các bạn mua ở Phúc Long á thì nó cũng khoảng 45 đến 55 ngàn, có khi lên 60 ngàn, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình mua nguyên một cái combo này thì có giá là 79 ngàn thôi, rất là tiện lợi đúng không? Ngoài ra nếu như các bạn không có điểm để quy đổi cái voucher 40.000 của Grab á, thì các bạn có thể nhập mã pre-ship để mà được miễn phí ship 15.000 cho những cái đơn hàng từ 60.000 trở lên ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Bi. Nếu thích thì các bạn hãy để lại like và comment. Và hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi Bi trong những video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!